Chào các bạn. Hôm nay là tối thứ bảy cuối tuần đúng không ạ? Và các bạn giờ này đã ngủ chưa? Hôm nay livestream hơi bị trễ đúng không ạ? Quá trễ. Cái chủ đề livestream hôm nay là nói về cái khám phá cái hoài bão của chính cái bản thân mình. Nếu mà chúng ta có được cái hoài bão lớn lao thì chúng ta sẽ làm nhiều hơn. Chúng ta sẽ cố gắng làm nhiều hơn. Còn nếu mà chúng ta thiếu đi cái hoài bão, chúng ta không hiểu được cái cuộc đời này chúng ta sống để chúng ta làm gì. Nếu mà chúng ta không hỏi được cái cuộc đời này một cái câu hỏi rất là quan trọng là làm thế nào để chúng ta có một cái cuộc sống nó có ý nghĩa và cuộc đời ý nghĩa hơn, thì phần lớn là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta sẽ không có làm gì tiếp theo nữa. Và hiện tại thì mình đang ở Hà Nội. Và mình không biết là cái livestream cái sóng nó có mạnh hay không. Mình không biết là cái sóng nó có mạnh hay không. Bạn nào mà thấy sóng mạnh thì các bạn báo cho mình. Mình đang ở trong khách sạn ở Hà Nội. Và giờ này thì mình cảm giác mình rảnh một chút xíu và mình sẽ livestream cho các bạn. Và sau cái livestream này thì mình bắt đầu mình đi ngủ, tại ngày mai thì mình cần phải xuất hiện trên đài truyền hình rất là sớm. Khoảng 7 giờ sáng là bắt buộc phải có mặt ở đó rồi. Và mình làm việc liên tục cho tới 12 giờ trưa. Sau đó đi ăn cơm cùng các ban quay đạo diễn rồi thì tới chiều thì chúng ta mới xong. Nó là tối hôm nay mình phải có ngủ sớm và các bạn kiểm tra sóng cho mình chút. Mình không biết là nó sóng nó có mạnh hay không. Và các bạn đang ở khu vực và vùng miền nào thì các bạn cứ giới thiệu lên cho mình để mình biết là các bạn đang ở khu vực và vùng miền nào. Hiện tại thì mình không phải ở thành phố Hồ Chí Minh mà mình đang ở Hà Nội, mình đang ở trong khách sạn. Các bạn thấy cái khung cảnh của cái phòng không ạ? Và mình chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là chúng ta khám phá cái hoài bão của cái cuộc đời mình. Tại sao chúng ta cần phải có cái khám phá cái hoài bão này? Chúng ta cần phải biết cái hoài bão, cái cuộc đời mình thì chúng ta mới đi về phía trước được. Còn không chúng ta sẽ có rất là nhiều lý do để nó cản trở chúng ta ở lại các bạn. Và bạn nào, thứ nhất là các bạn giới thiệu về các bạn, họ tên các bạn là gì, các bạn đang làm lĩnh vực gì, kinh doanh gì, các bạn có thể quảng cáo lúc này để cho mọi người cùng biết. Chào bạn Phúc Đình. Và các bạn đang ở tỉnh nào, khu vực vùng miền nào để các bạn cũng giới thiệu mình biết luôn. Để chúng ta cùng biết và các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Để chúng ta cùng nhau biết, cùng nhau kết nối. Vâng, cái phòng khách sạn này rất là đẹp. Mình ở trên đường cái gì Nguyễn Công Hoan. Nó nằm gần đài truyền hình Việt Nam, để sáng mai mình đi bộ là mình đi qua bên đó luôn. Vậy thì các bạn khi phần lớn mà những người xem cái livestream buổi tối hôm nay này thì phần lớn là chúng ta đã ở cái độ tuổi trưởng thành hết rồi. Độ tuổi trưởng thành là độ tuổi gì ạ? Là độ tuổi, chào bạn Lê Hà. Độ tuổi trưởng thành là độ tuổi gì ạ? Là cái độ tuổi mà chúng ta phải đạt được những cái thành tựu trong cuộc sống. Ví dụ là chúng ta cần phải có nhà cửa, chào bà Nguyễn Đăng Việt nha. Chúng ta cần phải có tài chánh nuôi được con cái mình đâu đó tốt lành. Hơn nữa chúng ta phải giúp được gia đình, ba mẹ, anh chị em của mình. Hơn nữa chúng ta cần phải để cái gì đó cho đời, làm để gì đó cho đời. Cái đó được gọi là cái độ tuổi trưởng thành. Độ tuổi trưởng thành là độ tuổi nó chín mùi về kiến thức, về trí tuệ, về sức khỏe, về kinh nghiệm. Trưởng thành là cái độ tuổi chín mùi chứ không phải là độ tuổi xế chiều. Độ tuổi xế chiều là cái độ tuổi mà chúng ta như thế nào ạ? Chào bạn Lương Hương, chào bạn Hùng Mai. Ok, các bạn nào lần đầu tiên mà xem livestream mình thì các bạn đánh cái số 1, lần đầu tiên biết mình thì bấm số 1, để sau livestream này thì mình sẽ kết nối với các bạn. Mình sẽ nói nhanh thôi, mình cần phải ngủ để ngày mai mình còn cái chương trình của mình nữa. Vậy thì mình nhớ, mình rất nhớ nhớ nhất cái câu mà hồi kia, khi mình rời nhà, mình vào Sài Gòn để mình học đại học, thì mẹ mình nói một cái câu mà mình nhớ cho tới bây giờ mãi mình vẫn cứ nhớ. Mẹ mới nói mình với câu rằng là thật sự thì hồi đó bạn Đỗ Hải Thắm, bạn đang ở trên Đắk Nông là tuyệt vời, bạn Hương Thật, lần đầu tiên bạn biết mình, thì mình rất nhớ rằng là lúc đó mẹ mình nói mình một cái câu nó như vậy: ba mẹ không có tiền cho con ăn ăn học. Cái lúc đó mình, cái giai đoạn mà mình đậu đại học đó là
ở gia đình hầu như là không có điều kiện để cho mình đi học, thì còn năm đứa em nữa, nhà rất là khó khăn. Mẹ chỉ mong muốn rằng là mẹ chỉ sinh ra được con, và mẹ chỉ biết rằng là con vào đó làm sao mà ráng cố gắng làm học, ok chưa, và làm sao đó mãi mãi dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con cũng không có được phạm pháp, con cũng không có được làm hư con không được hư bản thân con phải lúc bảo vệ con. Mẹ chỉ biết sinh con ra và mẹ cũng rất là có lỗi là không có thể lo con ăn học tới nơi, và đây là đã tới lúc mà con, tức là cái lời nói của mẹ đó, cái lời nói của mẹ đó, và những cái năm tháng ở Sài Gòn dù mình cực khổ tới mức độ nào các bạn, có những năm tháng rất là cực khổ, giây phút rất là cực khổ, có những kỳ gì nữa học phí các bạn phải lặn lội lên trường để xin thầy cô, nhưng chính cái lời nói đó nó nuôi dưỡng mình các bạn, phải không, nó nuôi dưỡng dưỡng mình, cái lời nói đó nó đã hun đúc cho mình một cái hoài bão là mình phải làm bằng được, mình không được bỏ cuộc. Chào bạn Phạm Ngọc. Vậy thì các bạn đã có những cái giây phút mà các bạn, nó có cái những giây phút người mẹ của mình, người ba của mình, ông bà của mình hun đúc cho bạn để bạn có những cái hoài bão, bạn giữ được mình trong cái hành trình cuộc sống không? Và bạn phải khát khao rằng bạn bắt buộc bạn phải thành công. Bạn có những cái giây phút đâu mà bản thân thì mình chạm được những cái giây phút đó, mình chạm cái giây phút đó, ok chưa? Làm sao đó mà chúng ta cái hoài bão, cái giây phút nó có một cái điều gì đó nó chạm ở phía bên trong chúng ta, và chúng ta phải sống và chúng ta phải làm. Chào bạn Thành Lê. Còn hơn là chúng ta cứ ngồi đó, chúng ta cứ lý giống hoài. Các bạn nên nhớ là chúng ta đang sống ở một cái thời đại, một cái thời đại được gọi là một cái thời đại nó vô cùng kỳ lạ. Chào bạn Hữu Kiên. Cái thời đại mà cái sự kết nối nó nhanh quá, cái công nghệ nó nhanh quá, và ai cũng muốn làm cái gì cũng nhanh, muốn giàu nhanh, muốn có mối quan hệ nhanh, muốn hốt kiến thức nhanh, muốn làm cái gì đó nhanh, ai cũng nhanh hết. Nhưng mà mình cảm giác nó có một cái gì đó bất ổn. Nó bất ổn là gì ạ? Tức là họ muốn nhanh lên, họ muốn vươn nhanh lên, nhưng mà thực sự là họ không đủ nền tảng để họ làm cái nhanh đó. Chào bạn Nguyễn Hiệp Thành. Cảm ơn bạn nhiều. Chào bạn Lê Minh Trương. Chúng ta muốn đi rất là nhanh, muốn làm giàu nhanh, ai cũng mong muốn vậy. Các bạn thấy không ạ? Cái một cái thời đại mà các bạn thấy không ạ? Cứ vài ngày, vài tháng là chúng ta đọc trên báo và chúng ta nghe những cái phi vụ làm giàu như thế nào đó, và thế là bị lừa gạt một cái cú tiền. Vừa rồi các bạn nghe báo chí nói về cái vụ Sky Mini, nhưng mà trước đó thì iFan, rồi liên tục là những cái chương trình mà nó thu hút mọi người vào và mọi người mất tiền, bởi vì mọi người muốn cái gì đó nó nhanh, muốn kiếm tiền nhanh, muốn cuộc sống nhanh, mà đi thiếu đi một cái nền tảng là xây dựng cho mình một cái nền tảng rất là mạnh mẽ để chúng ta đi xây dựng cái hoài bão, chúng ta để cái gì trong cuộc đời của mình. Chào bạn Yên Đoàn. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà chúng ta có thể bay cái vèo là ra tới Hà Nội. Bạn thấy không ạ? Mới hôm qua, tối hôm qua các bạn thấy mình đứng lớp, sáng là các bạn thấy là mình tiết một cái tin ở Hà Nội rồi. Và bây giờ mình đang livestream các bạn ở Hà Nội. Các bạn thấy chúng ta sống trong một thời đại. Chúng ta bay cái vèo qua tới bên Mỹ. Chúng ta bay cái vèo qua tới châu Âu. Hôm nay ở Việt Nam, ngày mai qua ở châu Âu. Tuy nhiên, chúng ta có một cái lỗ hổng rất là lớn. Là cái người hàng xóm ngay bên cạnh nhà chúng ta thì chúng ta chưa bao giờ gặp mặt họ, chưa bao giờ nói với họ một cái tiếng nào. Chúng ta sống ở trong một cái thời đại mà chúng ta lên Facebook, chúng ta giao dịch, chúng ta chụp hình, chúng ta tự sướng. Nhưng mà những người thân ở trong gia đình chúng ta thì chúng ta không có thời gian để dành cho họ. Đây những người cứ rên rỉ than thở với mình rằng là bận bộ rộn, không có thời gian dành cho con. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà chúng ta có thể là tiếp tất cả các bạn bè các nơi tới,
với mình, ngồi nói chuyện với mình, sẵn sàng đi ra khỏi nhà, gặp người này gặp người kia, cứ sống một cái bên ngoài vậy á. Nhưng mà như thế nào ạ? Dành thời gian cho con thì lại không có. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Dành thời gian con có. Mình cũng rất là vui là ngoài những cái buổi tối mình đi đứng lớp thì hầu như là 90% những cái buổi tối là mình dành thời gian cho gia đình của mình dành thời gian cho con. Mình có đi ăn uống dài đó thì mình cũng dẫn cả gia đình của mình theo. Mình cũng rất là vui, mình cũng rất là tự hào cho cái việc này. Đó. Chúng ta sống trong một cái thời đại mà các bạn biết rằng là nó có một cái gì đó. À, chúng ta sẵn sàng trả lời tin nhắn của một ai rất là nhanh gọn. Chúng ta sẵn sàng nó như thế nào ạ? Sẵn sàng không thất hứa với một ai đó, mời là chúng ta đi liền. Nhưng như thế nào ạ? Chúng ta lại bận rộn không có thời gian để đi tập thể dục. Mỗi sáng dành ra 15 phút, 25 phút thức dậy sớm để tập thể dục cho chính bản thân mình, thì chúng ta cứ mãi là chúng ta không nói rằng là chúng ta không có một cái thời gian. Mọi người cứ muốn làm giàu nhanh, nhưng muốn có một cái gì đó rất là nhanh nhanh, muốn rất là hoành tráng, muốn trở thành đại bàng, muốn sử dụng sức mạnh tiềm thức, nhưng những cái nền tảng cơ bản thì chúng ta lại không làm. Chúng ta lại không làm. Chúng ta đang sống một cái thời đại mà phải nói là chúng ta đang mất dần đi những cái nền tảng cơ bản mà bắt buộc một con người chúng ta cần phải có, thì chúng ta mới đạt được những cái nền tảng nó cao hơn. Và đó là lý do mà những cái sự vụ gần đây nó xảy ra và chúng ta không thể hình dung được. Làm gì có vụ mà lãi mấy trăm phần trăm một tháng ABC, rất là nhiều thứ và nhiều người cứ lao vào và chúng ta bị mất vậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta đang bị gì ạ? Đang bị mù lòa. Đang bị cái từ làm nhanh đó, nó làm cho chúng ta hão huyền đi. Nó làm cho chúng ta mờ cái con mắt đi. Nó làm cho chúng ta quên đi. Nào là công nghệ 4.0, nào là Big Data, nói tới blockchain, nói tới tiền điện tử, nói cái chuyện cao xa không ạ? Tuy nhiên, cái gì ạ? Hàng ngày kiếm một vài triệu để về giúp gia đình mình thì lại không có. Và toàn là đi lấy tiền nhà, tiền cửa, thậm chí bán đất bán đai đi thực hiện những cái tham vọng đó. Mà lại là nó như thế nào ạ? Mà suốt ngày cứ nói tới cái ngồi tới là ăn to nói lớn không ạ? Nói tới là công nghệ 4.0, blockchain đồ này kia, mà cái đồng tiền kiếm mỗi ngày tự giá trị mà làm ra thì không có. Kiến thức trong đầu thì rỗng tích, nền tảng thì không có cái hết. Mà ngồi nói tới là nói cái tới chuyện thời đại mới, xu hướng mới, bắt kịp xu hướng. Các bạn thấy như là chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà chúng ta đang bị cuốn hút theo một cái dòng đời nó nhơ vậy. Đó là những cái câu hỏi mà mình muốn gửi đến các bạn, một cái thông điệp nó rất là đơn giản nó như vậy. Như thì hồi nãy giờ mình cũng đã nói rồi, mình đã nói được khoảng một nửa chương trình rồi, mà nói xong là mình sẽ đi ngủ ngay, bởi vì ngày mai mình còn cái chương trình ở phía sau của mình nữa. Và bây giờ mình dành cho một phút quảng cáo ha. Mình hồi nãy giờ mình chưa quảng cáo, mình dành một phút quảng cáo các bạn ha. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và năm nay mình là 42 tuổi và mình là người sở hữu vừa ươm doanh nhân Be Training. Hiện tại thì mình đang live stream các bạn từ Hà Nội. Mình đang ở trong cái phòng một cái khách sạn ở ngoài Hà Nội. Và mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Be Training ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là tác giả của quyển sách sau. Cái quyển sách thứ nhất là quyển Be Young The Way, quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, và quyển thứ ba là quyển Vượt Biển Lớn. Ok. Quyển Be Young The Way thì chúng ta bán ở trên trang Amazon, còn hai cái quyển kia ở Việt Nam. Bạn nào mà đã sở hữu, đã có cái dịp gặp mình rồi thì các bạn muốn tìm hiểu kinh doanh nhiều hơn thì các bạn mua comment xuống và mua hai cái quyển sách của mình, là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi và quyển Vượt Biển Lớn. Mình viết sách chuyên về kinh doanh.
Và rất là nhiều bạn đang xem livestream này đã sở hữu sách của mình rồi, và bạn nào sở hữu hai cái quyển sách của mình thì các bạn sẽ như thế nào? Các bạn sẽ được add vào một cái group, cái group riêng đó. Mình sẽ chia sẻ những cái bài học kinh doanh sâu hơn trong đó, mình sẽ viết những bài viết, những cái livestream rồi mình sẽ đưa vào trong đó, mình sẽ trả lời cho các bạn ở trong đó. Hai quyển sách có 210.000 thôi sẽ giao đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước, bao luôn cái phí ship. Trong thời gian này bao luôn phí ship, thì hãy inbox cái số điện thoại xuống, nhắn cái tin và tin nhắn của mình, cái số điện thoại của các bạn, thì sách sẽ được giao tới nhà, và cái người giao sách họ sẽ thu tiền của các bạn tại nhà luôn. Sắp tới nữa thôi thì mình còn ra cái quyển bán hàng online, và sắp tới thôi mình cũng sẽ ra tiếp cái quyển sách thứ năm là cái quyển luôn có cách để làm. Và bạn nào mà đam mê kinh doanh, mà đam mê làm chủ doanh nghiệp thì đây là những cái quyển sách rất là tuyệt vời để gửi đến cho các bạn. Vâng. Và các bạn nào sở hữu sách thì hãy comment xuống đi ạ. Muốn sở hữu ai cuốn sách thì comment xuống đi ạ. Cho số điện thoại của bạn, cho số điện thoại của bạn nhé. Đây là cái cơ hội rất là tuyệt vời. Sắp tới thì mình không có free ship nữa đâu. Sắp tới mình không free ship đâu. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái chủ đề. Vậy thì hồi nãy giờ mình nói chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà nó đi nhanh quá. Cảm ơn bạn Lê Minh Trương. Nó đi nhanh quá, nó hão huyền quá, và nó làm bạn cứ mộng mơ, bạn cứ mãi bay ở trên trời thôi. Và mình luôn nói rằng hãy đáp xuống, hãy đáp xuống, hãy thực tế với mặt bằng đó đi. Bạn hãy xây dựng cho mình một nền tảng rất là vững chắc. Thì lúc đó chúng ta sẽ đi nó sẽ nhanh hơn. Vậy thì các bạn phải tự hỏi ra rằng đã đến độ tuổi trưởng thành rồi. Đã đến độ tuổi trưởng thành rồi, vậy thì các bạn như thế nào ạ? Các bạn đã làm được gì cho chính cuộc đời của bạn chưa? Các bạn phải hỏi ra một cái câu hỏi nó rất là quan trọng đó. Các bạn đã làm gì cho chính cuộc đời của bạn chưa? Bạn đã làm gì cho gì cho gia đình của bạn chưa? Bạn đã để lại được cái tài sản, cái di sản gì chưa? Mạng nó hơi kém quá đúng không các bạn ơi? Mạng nó hơi kém quá. Vâng. Và nó như thế nào ạ? Có một dịp mình gặp một cái người chú, ổng đã lớn tuổi rồi, và ổng đang rất là buồn phiền. Thì mình hỏi là tại sao chú buồn vậy? Chú mới nói rằng là đã 60 hơn 60 tuổi đời hơn rồi, mà chú đã rất tiếc rằng chú đã không làm được những cái điều to lớn, những cái điều gọi là những cái điều mà chú có cảm giác rằng cuộc đời của chú rất là hối tiếc, và chú không làm được gì nhiều cho chính cái cuộc đời của chú, cho chính gia đình chú. Và mình hỏi chú rằng là nếu mà chú được có thời gian trẻ trở lại thì chú làm cái gì? Thì chú mới nói rằng chú sẽ không bao giờ để thời gian hối tiếc nó như vậy. Chú sẽ làm ngay khi còn trẻ, chú sẽ làm bằng mọi giá. Và bây giờ chú mới ý thức được rằng là đúng là chúng ta chỉ có một cuộc đời để chúng ta sống thôi. Chúng ta có duy nhất một cuộc đời để chúng ta sống thôi. Đó. Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Chắc chắn là các bạn nhận nhận ra điều này. Các bạn không nhận ra là bởi vì các bạn tự gì ạ? Tự tự đánh lừa mình, tự tự xích soi cho mình thôi. Vậy thì các bạn cần phải có cho mình những cái câu hỏi. Đó. Các bạn phải cần phải có mình cho mình những câu hỏi làm thế nào? Làm thế nào để cuộc đời của chúng ta nó có ý nghĩa hơn? Làm cách nào để chúng ta đóng góp nhiều hơn vào trong công việc của mình? Chào bạn Nguyễn Bích. Ok, chào bạn Du Nguyễn. Và làm cách nào để chúng ta có một cái cuộc sống chất lượng? Và làm cách nào để cuộc đời chúng ta nó vô cùng ý nghĩa? Bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất một lần trong đời để chúng ta sống. Chúng ta cũng duy nhất, các bạn nên nhớ rằng mình nhắc đi nhắc lại bạn, chúng ta có duy nhất một lần trong cuộc đời này để chúng ta sống. Và đó là lý do vì sao mà các bạn phải làm cho cái cuộc sống của bạn nó có ý nghĩa hơn. Và cái câu trả lời ở đây không còn gì khác, đó là bạn hãy gì ạ? Hãy bắt đầu bằng việc khám phá gì? Khám phá cái hoài bão của cái bản thân mình, khám phá cái khát khao của bản thân mình, đi vào phía bên trong cái con người của mình để biết rằng làm sao đó cái cuộc sống của chúng ta nó càng ngày nó càng có ý nghĩa hơn. Đừng đừng có gì ạ? Đừng bỏ quên đi cái tài năng, cái sức mạnh phía bên trong cái con người của bạn. Cái tài năng ở phía bên trong con người của bạn, cái sức mạnh của người của bạn nó to lớn lắm. Và nếu bạn biết cách
thì nó sẽ bay lên, nó chắp cánh, nó bay lên rất là nhanh các bạn. À, và các bạn nên nhớ rằng khi chúng ta đã có mặt trên đời này rồi thì chúng ta đều có một cái giá trị gì đó. Ông trời luôn muốn chúng ta làm một cái giá trị gì đó để gì vậy? Để cho cuộc đời này nó tốt hơn, nó đẹp hơn. À, và cái cách đơn giản để khám phá hoài bão bản thân mình đó, nó cũng là một cách đơn giản, nó không có gì phức tạp hết đó. Nghĩa là bạn chỉ cần tập trung vào con người bạn và bạn làm cho cuộc đời của bạn, cái cuộc sống của bạn càng ngày nó càng tốt hơn. Các bạn tập trung vào làm cho cuộc sống của những người xung quanh mình nó càng ngày nó càng tốt hơn. Và bạn gì ạ? Bạn làm cho những người quen của bạn, những người thân yêu của bạn, những ai biết bạn, hàng xóm của bạn, tất cả những cái con người đó, họ gặp bạn, họ cảm giác tuyệt vời. Và họ cảm giác nó càng ngày nó càng tốt hơn. Nó thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. À, sự thay đổi là gì ạ? Là làm cho người khác tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn đi mỗi ngày. À, chính nó không có cái gì là to lớn, nó không có gì là ghê gớm đó. À, thay vì ăn to nói lớn mà chưa làm được gì nhiều thì chúng ta rất là đơn giản thôi. Chúng ta hãy gì, hãy làm những việc hàng ngày đó rất là thực tế. Hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Hãy tập trung thời gian cho chính gia đình của mình. Hãy kiếm tiền nhiều hơn. À, nếu mà chúng ta có nhân viên thì chúng ta hãy chăm chút đứa nhân viên của mình, làm cho nhân viên mình nó càng ngày nó giàu có và nó phát triển năng lực hơn. À, hãy đi qua nhà hàng xóm của mình, hãy hỏi thăm những người hàng xóm của mình. À, mỗi ngày trao chút một chút để chúng ta phát triển hơn. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã nghe cái chương trình mình chia sẻ tối hôm nay. À, và chắc chắn rằng cái câu hỏi tối hôm nay mà mình gửi đến các bạn rằng là làm gì để chúng ta có được cái hoài bão lớn hơn, nhiều hơn, và không mất đi cái thực tế. Và nếu bạn không trả lời được cái điều này nó rõ ràng thì không khéo, mà nói không khéo, chính các bạn là gì ạ? Chính các bạn là gì ạ? Các bạn bị rớt vào trong cái dòng xoáy cái công nghệ này, và dòng xoáy của Facebook này, vòng xoáy của dòng làm giàu nhanh này, vòng xoáy của sức mạnh tiềm thức, dòng xoáy của tư duy triệu phú, lòng tất cả những cái dòng xoáy đó nó đang hoàng nát như tương các con người của các bạn, mà các bạn quên đi rằng gia đình mình tốt hơn, bạn bè mình tốt hơn mỗi ngày, thu nhập mình tốt hơn mỗi ngày, ok à, biết chăm chút lo sức khỏe của mình tốt hơn mỗi ngày, biết gì à? Biết xây dựng những cái nền tảng cơ bản trong chính cái con người của mình thì cuộc sống của bạn mỗi ngày nó mỗi cải thiện, và khi bạn tuyệt vời thì mọi thứ xung quanh các bạn nó tuyệt vời. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem chương trình chia sẻ của mình tối hôm nay. Và các bạn nào mua sách thì các bạn comment xuống ha, các bạn comment xuống. Và tối mai ngày mai thì cái lịch của mình nó rất là kín, 7 giờ sáng mai là mình phải xuất hiện ở đài truyền hình Việt Nam rồi đúng không? Và mình quay chương trình cho tới 12 giờ. Sau đó thì mình có một cái cuộc ăn trưa chung với các chuyên gia và các anh em trong đài truyền hình. Thì sau đó là mình sẽ rời Hà Nội và mình đi Hải Dương. Và hy vọng là tối mai mình sẽ live stream các bạn ở một cái khách sạn nào đó từ Hải Dương. Và mình sẽ kể những cái câu chuyện rất là thú vị về cái sự khám phá Hải Dương cho các bạn. Bạn nào có hai quyển sách rồi các bạn muốn vào nhóm thì các bạn comment xuống, rồi các bạn phụ trách họ sẽ biết, họ sẽ đưa các bạn vào nhóm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Và mình cũng chuẩn bị để mình đi ngủ đây. Bye bye các bạn.